Mời cả nhà ăn cháo. Cái này thì gỏi nè. Cái này là gà. Nay mình ăn gỏi gà. Cái chuối. Cái này đi về. Đi về cái nhà mua con gà có trứng nè. Nấu cho nguyên nhà ăn luôn. Nấu cháo. Thì hôm nay Hằng mua cháo. Ấy mua này là trứng riêng. Còn cái này là con gà mà đã trống. Hôm nay Hằng nấu cháo nha. Giờ mình đi rang gạo để nấu cháo. Thường Hằng nấu cháo á, thì rang gạo. Rang gạo á, là mình phải cho hành vô. Cho hành vô nhiều nhiều vô. Rồi mình gạo rút á. Gạo rồi nè. Gạo thì mình đem đi rút. Rút là cái... là mình để vô cái nhà là mình rút cho nó khô, nó ráo. Nhà mình để cho nó ráo vậy nè. Đó. Bây giờ mình đổ vô để mình rang. Rang chung với cái hành nè. Để cho nó khô. Cho cái nồi cháo của mình nó thơm á. Bây giờ lại đựng lon gạo. Nó hơi vừa vừa. Trong nhà hàng thì hơi đặc hơn chút. Còn như nấu mà để cho mấy người lớn ăn thì nó hơi lỏng. Còn trong nhà thì nấu đặc đặc để nhiều khi thì nó không có để giá để gì vô ăn á. Nước cháo không vậy đó. Nên ra là nấu hơi đặc một xíu. Vậy là hồi mình rang chừng nào tới nó cái hành nó thơm á, nó thơm nó gần vàng thì đầu mình đổ nước vô là cái nồi cháo của mình thơm lắm, thơm bưng luôn á. Thì cái nhà có nấu á, thử nấu giống Hằng thử đi, là cái nồi cháo của mình thơm, nó có bị tanh, nó bị hôi cháo cá cái gì cả nhà cứ nấu vậy là nó thơm lắm. Nó khi chưa gì nó thơm đó, thơm để hành mà nó vàng là thơm. Nồi cháo của mình nó thơm lắm. Dính thơm mà từ bên kia rồi đó, cho nước vô được rồi đó biết. Đậu đại vô con. Chút nữa đầu cho gà vô luôn. Nước còn nguội nguội giờ mình cho gà vô chứ đem thôi nước mà nóng á mình cho gà vô nó sẽ bị nín như nó bị đỏ. Cho con gà vô. Vừa luôn á Vy. Gà sẽ vừa tới nồi. Cho cái nồi xuống kìa. Kệ nó tiếng hồi mình trở lại đó. Cái nồi như vậy, gà như vậy nó vừa luôn rồi. Mình gỏi cái chuối. Cái chuối mình làm nướng. Gỏi cái chuối nó ngon. Nhà thích ăn gỏi cái chuối. Giờ này nó vậy đó chứ chút xíu rồi mình sắc rồi là nó tươi à. Mình thả nước này xong mình để lại cho nước kia. Cái này nó ăn chua cũng ngon mà làm gỏi cũng ngon. Chúng bây giờ đang mua ớt các bạn. Sắc xuôi, sắc theo nhà bé Hiền. Nó sẽ ngon hơn. Bây giờ mình thấy nó đen đen thì mình cho nó vô một cái thau nước này đi. Mình để lại thau nước này nữa. Trắng tươi à. Còn nước này nãy mình cho ít chanh vô nè. Còn nữa cái chanh. Sao quên đổ trứng vô nè. Dạ đổ trứng vô. Nãy giờ không đổ trứng vô con. Mình đổ cái bụng đó. Cái mình mổ nó ra. Cái đó đẻ. Trời. Trứng vậy mà không dính chùm sao đẻ được. Nãy giờ không đổ vô. Trứng này mới chở.
cháo ăn rồi đó. Bây giờ mình đi trộn gỏi đi. Để hồi nữa. Nắm mình làm sao? Nay trộn giấm với muối ớt. Cái gì mà nội nó cũng chua. Đường này giấm đường. Mình cho xíu muối ớt vô. Bữa gà là mình phải ăn với củ ớt. Này là củ hủ. Củ hủ dừa. Ủa? Củ chuối. Cây chuối. Cây chuối với cây đỏ. Mình trộn chung. Nhiều ghê đi. Này lấy cái phần non không mà nhiều ghê. Mấy hàng lấy phần non không à, phần già không à. Nhà ăn ít, có nhiều nên lấy cái phần non ăn cho nó ngon. Cây trộn để đây chừng 10 phút là thấm. Này trộn xong là cứ vớt ra, ra được rồi. Này đâm nước mắm trộn cũng được mà giờ mình không trộn bằng nước mắm thì mình trộn bằng muối, nước ớt cũng ngon. Trộn rồi mình để đây để mình thử. Gà này nãy sao thấy nhỏ như vậy được, nó bự quá vậy. Ngon. Nở. Nãy mình thấy nó nhỏ mà. Nó hết cái đầu luôn. Đây. Ngon nè. Nó nở, nó sợ nó nở luôn. Nãy giờ trời. Giờ mình có cháo rồi. Rồi cháo nó xích cái đít này nè. Đi. Không quậy được. Con gà nó bự quá. Gà nó bự quá mình nè. Mình gắp cái chân nó ra. Nhìn giống cái chuối á mà mình nhìn á mình tưởng nó là cây chuối mà mình tưởng nó là của củ dừa không luôn. Ngon. Ủa quên để này vô rồi. Mình quên để vô trộn. Đó cái mứt này nè. Mấy cái gỏi này. Như quê thì mới có cây chuối. Ở trên thành này cũng không có cái chuối đâu. Rồi hồi cái thịt gà cho mình cho vô cái nước chua chua chút nữa. Cái nước này là nước trộn gỏi á. Rồi bây giờ xé gà để vô. Nhưng mà mình để vô là cái phần nào mình ăn liền thì mình hãy để vô cho nó thấm nó ngon thôi nha. Chứ cái phần nào mà mình chưa có ăn á, để vô. Để vô là cái thịt nó mục. Tại cái nước này nó chua. Giấm không mới chua lắm á, bởi thành ra mình trộn để hơi nhiều giấm á. Không phải là đổ nước thêm đâu. Cái này là cái giấm á. Nhưng mà giấm nhà nuôi cho nên nó ngon. Cái vị nó ngon, chứ không phải như giấm chợ. Còn gà này dai. Nửa này nửa kia, nửa gỏi nửa gà. Mình đổi để vô đây cho nó thấm nước đó con, nó thấm nước chua chua á. Gà mình nó ngon. Ăn gà, ăn không? Gà này nó cũng to. Đúng rồi. Trứng gà. Nhà thì ăn cháo hơi đặc đặc. Mà này nó có nhừ rồi, chứ không phải là nó gì. Mời cả nhà ăn cháo. Cái này thì gỏi nè. Cái này là gà.
Nên mình ăn gỏi gà cây chuối. Rồi, để ăn chén này đi, đưa chén đó. Này tới này không có chanh ta, còn chanh vô. Vô nước ngọt. Ăn ngon đi. À có kìa, cạp kìa. Rồi cái gì ăn cháo. Chờ ăn gỏi trước đi, cháo nóng lắm, cháo mới nấu. Gỏi ngon. Mày cái chân nữa. Cái chân nữa cho em. Giật cái phòng cầu rồi, đi. Cháo, cháo gà vừa ăn gà khét trời ơi, khét ở đâu mà khét. Mẹ nó điện thoại rồi tiếng ông ông nó cái thường á. Cháo gà là mình phải chấm với muối ớt. Ừ, thấy con gà này nó dai. Nè, đây là nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng. Nó là ngày của ngày xưa, ngày nay nghỉ làm rồi. Ngày xưa thì là xưa. Xưa thì là xưa đó. Còn không cắt đầu nữa, lấy sao bé bịch nè, một nửa ký như vậy nè, một bịch nửa ký, một bịch hàng cân là nửa ký nhiều, tại khô quá mình phơi khô rồi cho nên nhiều. Thì cá kèo này hàng bán 650 một ký, còn cá kèo nuôi thì hàng bán 600, nhưng mà cái nhà ăn cá kèo này đi nó chênh lệch chỉ có nữa cho nó chênh lệch 50.000 à, mình ăn cá kèo thiên nhiên đi cho nó tốt hơn. Bữa anh Phúc bán được cho hàng cho chị chị Trúc Lê là 20 kg mực dừa với 5 kg khô cá này. Cấn vô nó răng nó sẽ bị bể, hàng cắt gì thì nó không bị bể, mình cắt gì thì nó không bị bể, mình đi nó an toàn hơn. Nhiều khi á, mình ép chân không á, là được, mình để được lâu lắm, nhưng mà mình bị xì á, xì cái bịch đó là nó mau, còn mình mà kỹ một chút á thì nó lâu. Ở đồ của hàng đi á, mình phải cắt đầu. Cái này của em Quân một ký khô cá kèo, khô cá kèo hàng đi ở đây thì hàng cũng không có cắt đâu, nhưng mà đi nước ngoài hay là đi xa xíu hàng mới cắt. Thì đây lên trên cổng ngang gần sát bên này thì em lấy một ký, cho nên giờ hàng lấy cho em ở cổng ngang ở xứ của hàng nè, thì hàng sẽ gửi xe thì tới đó thì em ra lấy thôi. Hả, sao Sương Mai
xong. Một tí khô cá kèo. Khô đây, khô này. Khô này là khô tôm tích nha cả nhà. Khô tôm tích thì nó có gạch có thịt nha. Thịt không nè. Đó, người gạch đây nè. Đó. Thì cả nhà có ăn khô tôm tích thì gọi cho Hằng, Hằng gửi nha. Cái này 600 ngàn ký, khô cá kèo thiên nhiên thì 650, còn cá kèo nuôi thì 600 ngàn nha. Thì cả nhà có ăn thì gọi cho Hằng để Hằng gửi nha. Bây giờ thì mình cái này thì Hằng cũng gửi bưu điện, nhưng mà mình đi cũng ở cầu ngang. Cầu ngang này nè. Thì em lấy một ký thì Hằng gửi lên cho em. Thịt không à, nó thịt với gạch vậy nè, ngon lắm. Nhưng mà mình đừng có chiên dừa áp quá, cao quá, với mình chiên gì dừa thôi. Một ký nhiều lắm, Hằng chỉ vô bịch nửa ký mà nhiều vậy đó. Thịt không à, mua ăn lời lắm. Một bịch như vậy nè, một bịch như vậy là 300 ngàn như thế này. Thì cả nhà mua một ký thì Hằng gửi một ký, mua nửa ký Hằng gửi nửa ký nha. Đây, mình đây thử rồi cả nhà thử ăn nha. Đây, đó, một bịch nửa ký nhiều như nè. Thì cái này Hằng gửi đi cầu ngang cho em ở cầu ngang nè. Em mua một ký, một ký thì mình phải vô hai bịch, nhưng mà hai bịch hơi to nha. Tại vì á cái kèo thì nó gọn, còn cái này nè nó thịt không à, mình không có bỏ gì luôn á. Này nè, cái khô tôm tích nè cả nhà mua về đâu cần bỏ gì đâu, rồi mình ăn hết luôn á nè. Để xác vô cho cả nhà xem nha. Thì cả nhà có ăn khô tôm tích này thì gọi cho Hằng để Hằng gửi nha. Đây là khô tôm tích nha, nhưng mà đem về mình phải đem chiên lại hoặc mình nướng lại. Nhưng mà mình nướng là nướng đừng có vàng quá nó sẽ cứng, tại nó thịt không á. Mình nướng vừa vừa thôi, là có nghĩa là lột ra ở ngoài biển á, người ta lột ra rồi là người ta đem thịt đem phơi luôn, mà phơi tự nhiên vậy không tẩm cướp gì hết, phải thành ra cái vị nó rất là vừa ăn đó. Ăn vô một bịch vậy nè, một bịch là nửa ký, nửa ký, một ký là một gỗ như vậy nè, một gỗ như vậy là được một ký à. Rồi giờ mình sẽ vô để mình gửi bưu điện, gửi bưu điện cho hôm nay thì ngày mới tới. Thì gửi xe 3 giờ đúng không con? Vừa đi ra luôn hả? Này Hằng gửi đồ cho anh Hùng nè. Thì cá muối mặn Hằng lấy hai con. Hai con này là hơi ký gửi, nhưng mà Hằng lúc căng là còn đầu nha. Bây giờ Hằng cắt đầu ra rồi, tại vì mình đi nước ngoài mình không có lấy cái đầu đi chi, nó không có thịt gì trơn. Nhưng mà lúc Hằng bán là phải để nguyên con. Tại cá muối mặn á, mình phải để nguyên con nha. Thì cá kèo này là cá kèo thiên nhiên, anh lấy 2 ký nha. Bỏ một bịch vậy là nửa ký. Mình cắt cái miệng nó trơn rồi để thành nó không có bị bể bịch. Lấy lại cho mẹ thêm 2 bịch nữa cho Bình. Ba. 2 bịch nữa con. Bình nào? Cá kèo. 2 bịch nữa. Mỗi một bịch như vậy là nửa ký nè. Đó, mình đi 2 bịch nha. 2 bịch cho anh. Là 4 bịch cá kèo với 2 con cá mặn rồi. Rồi tôm khô. Tôm khô thì anh lấy 1 ký. Cái tôm khô bự. Tôm khô này 1 triệu nè. Tôm khô này 1 triệu nha. Đó, để dưới luôn. Rồi để mứt lên. Mứt. Cái này mứt mắng cầu. Mứt mắng cầu thì anh lấy 3 ký. Hôm bữa Hằng có gửi cho anh rồi á, giờ gửi tiếp cho anh. Anh mua mứt dừa ngon quá, thì vừa xong ăn, vừa nhận được hàng ở đâu anh đặt tiếp nữa, của Hằng là 6 ký nữa. Bởi thành ra cả nhà thấy là mứt dừa của Hằng là chất lượng lắm luôn. Anh Phúc và Thảo xuống rồi ăn cũng khen ngon, cũng có giới thiệu với bạn đường bạn bè á, mua của Hằng đặt của Hằng tới 20 ký, Hằng bảo đảm ngon luôn á. Cái mứt dừa, mứt này cũng vậy nè. Mứt mắm cầu cũng vậy. Mứt mắm cầu này thì anh lấy 6 ký. Đây 3 ký, 3 ký thì nó 6 củ. Còn cái này là mứt me nha. Mứt me bên Hằng nha. Mứt me chua chua ngọt ngọt nha. Mứt me thì anh lấy 4 ký.
mỗi một tủ như vậy, một hộp như vậy nó là nửa ký, một ký, hai ký, ký rưỡi, hai ký rưỡi nè, ba ký, ba ký rưỡi nè, bốn ký, bốn ký. Cái này á là chấm chéo nè, chấm chéo của Thánh Lầy nè, thì tặng biếu Hằng hai hũ, thì anh ấy gửi cho anh Hũ, thôi anh gửi Hằng gửi biếu cho anh Hùng Hũ luôn. Anh Hùng này cũng hay gửi tiền về á, là gửi cho Hằng thêm ít ít á, cho nên thôi giờ cái này Hằng gửi cho anh. Thì cả nhà biết không, nếu mà cái thùng đồ này rồi á là phải dư hơn một ký, tại vì mỗi một bịch như vậy nè thì á nó hơn nửa ký rồi, cho nên 10 bịch á thì nó sẽ ra này là một ký lẻ năm, một ký lẻ năm, cứ lẻ năm lẻ năm đó mà nó ra rất là nhiều. Bởi thành ra nhiều khi á cả nhà đừng có nghĩ là Hằng sẽ ăn lời trong đó cái phần mà ký nha, Hằng không ăn lời trong đó đâu. À, như cái này nè, cả nhà xem luôn nè. Ừ, nó hơn nửa ký nè, thấy không? Nó hơn nửa ký thì tất cả cái nào cũng hơn nửa ký hết như vậy, thành ra lúc mà mình cho đi á là nó sẽ hơn nhiều đó. Bởi thành ra nói sao Hằng tính tiền á là như 10 ký Hằng mà 9 ký Hằng phải tính 10 ký, mà 20 ký Hằng phải tính 21 ký, là nhiều khi là do dư chút đỉnh vậy nè. Hằng đâu có cân đúng đâu, mình phải cân dư cho người ta chứ. Đấy, thành ra mà cân á là do mình cân dư, thành ra nó đi vậy nó thành dư. Cái này thì mức giờ sát bao ngon cả nhà luôn, bao ngon luôn nha. Thì cái này anh ăn rồi, hổng gửi 5 ký rồi, hôm nay á là gửi cho anh thêm 6 ký nữa, một bịch vậy là có nửa ký. Đi cái thùng này mình gửi lên trên trên xe rồi em Hằng có hạn sử dụng luôn, hạn sử dụng bên đây. Thì mấy cái mức dừa thì cả nhà đặt hàng thì Hằng mới đặt, cho nên cái hạn sử dụng của nó là có như nè, cái này nè mình lấy hàng mới á. Rồi xong cái thùng đồ này giờ Hằng đóng đi. Kẹo thiên nhiên á, thì Hằng gửi cho em Tuyền ở Kiên Giang, An Giang là một ký. Xong rồi. Ủa, băng keo đâu con? Chà, để băng keo lên đây cho mẹ dán. Này là ở em lấy một ký khô cá kẹo thiên nhiên, gần Tết rồi bán khô cá kẹo được. Tết cả nhà mua nè, khô cá kèo nè, cái khô đúng tích rồi đó, về để mình dành ăn tại bạn là whip luôn, whip luôn. Khô tôm tích thì thịt không mà cũng hàng hiếp, kèo thiên nhiên cũng vậy, còn mà kiểu nuôi thì bình thường thôi. Đây xong tùy. Này thì mình đi vô điện. Ký khô tôm tích này thì đi ở đây, đi ở cầu ngang nửa ký nè, nửa ký bịch vậy nè, đi một ký xong dán lại
tập quá uy phong. Mình dán vô đây cái miếng vậy nè, để cho đi bưu điện, rồi ở bưu điện nó dễ làm tạo đêm. Xong rồi nè con ơi, đi đi, rồi đó rồi đó. Giờ này bằng chở đi. Này là khô nè, khô này khô cá, này là khô cá kèo. Thì một bịch vậy là nửa ký nè. Thì hàng sẽ vô cái thùng này. Một bịch vậy là nửa ký. Thành ra mình vô trong đây để mình gửi đi nha. Để đi qua Sóc Trăng. Thì cái này thì mình gửi qua bển có người nhận. Ở bển thì có cô chú ở nước ngoài ở nước mua. Mua cô đó ở, cô chú đó ở bên Cầu Kè. Nhưng mà qua Sóc Trăng, có nhà Sóc Trăng rồi đó. Bây giờ mình gửi qua Sóc Trăng. Cô chú là 2 ký. Bây giờ cho vô thùng này nè để mình đóng đi nha. Bây giờ đi cái thùng này. Thì các kèo này là các kèo thiên nhiên nha cả nhà.